Thiền sư trong kinh có nói khả năng nhìn biết được các tiền kiếp của mình trong nhiều đời trước chỉ xuất hiện ở các bậc tu hành cấp cao nhất, tức là A-la-hán. Cái này không có nha, trong kinh không có nói nha. Thế nhưng những năm gần đây thế giới và Việt Nam nổi lên hiện tượng thôi miên hồi quy, tức thôi miên tiền kiếp, giúp người bị thôi miên thấy được các tiền kiếp thông qua sự hướng dẫn của nhà thôi miên hoặc bác sĩ tâm lý. Liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là trò lừa đảo, hoặc cũng có thể đó chỉ là sản phẩm như trí tưởng tượng của người bị thôi miên nhưng họ lại bị nhầm lẫn đó là tiền kiếp không? Đầu tiên, sự về đính chính là cái khả năng nhìn thấy các kiếp trước đó là năng lực của định tâm nha, năng lực của định tâm. Và năng lực này đó chỉ có ở cái người chứng thiền chứ không phải là ở cái vị A-la-hán nha. Tức là ngay cả ngoại đạo đó mà họ tu thiền, họ chứng thiền, họ vẫn có thể thấy tiền kiếp như thường, chứ nó không phải là cái khả năng riêng chỉ có ở các vị A-la-hán. Sư chia sẻ một cái vấn đề nó nằm thuộc nội bộ của chư tỳ kheo để quý vị hiểu thêm. Nó như thế này: khi mà một vị thực hành á, mà quán ở kiếp trước đó, ví dụ như vị này thấy, giả sử như vị này thấy kiếp trước vị này là một con gà trống có lông màu đen, thì vị này để xác nhận á, để xác nhận, vị này sẽ nhờ một vị sư khác cũng có cái khả năng đó xem giùm mình. Tức là cái vị sư khác sẽ xem cho vị này. Nếu như ở cái tiền kiếp mà vị này đúng là cái vị mà xem giùm thấy là cũng là con gà trống có lông màu đen thì có thể xác nhận, thì yên chí với nhau, yên chí với nhau. Nhưng nếu như mà cái vị mà sư bạn á mà thấy là nó không phải con gà trống có lông màu đen, ví dụ như nó là con heo chẳng hạn, thì hai vị này phải tìm cái vị thứ ba, tìm vị thứ ba để xác nhận giùm. Mà vị thứ ba, vị này nếu mà quán, nếu như vị quán thì giống vị nào thì xác nhận chung với vị đó. Nhưng đương nhiên là thấy thiệt nha, và không có nói trước kết quả. Nếu như vị này thấy cũng đúng là con gà trống, nhưng mà con gà trống lông màu đỏ chứ không phải lông màu đen, thì thế là ba vị này phải đi tìm cái vị khác để xác nhận. Tức là phải xác nhận, đi xác nhận lại như vậy liên tục để chắc chắn rằng mình tu tập đúng. Còn nếu không á là cái đó là do ảo tưởng. Ngay cả các vị tỳ kheo á, hành thiền giữ giới, đương nhiên giữ giới phải nghiêm chỉnh. Hành thiền có thành tựu mà còn phải xét đi xét lại, xét tới xét luôn thì huống chi những trường hợp ngoài. Nói để quý vị thấy là mình phải có cái sự cẩn trọng, có sự cẩn trọng chứ không phải là mình đơn giản như vậy đâu. Và cái năng lực đó chỉ có ở vị chứng thiền chứ không phải là cái kiểu thôi miên mà được nha. Tại vì sao? Bởi vì cái năng lực định tâm á nó phải kinh khủng lắm. Xin lấy ví dụ như một người mà mắt tinh,
thì họ có thể xỏ một cái cọng chỉ qua một cái lỗ kim thiệt là nhỏ, họ xỏ qua được. Nhưng mà cái người mà mắt kém á, thì cái chuyện họ xỏ qua nó rất là khó khăn, và người ta không thể nào thôi miên để cho người đó mắt sáng được nha. Đương nhiên sư chỉ là ví von thôi. Nói để quý vị hiểu là cái khả năng đó chỉ có ở vị chứng thiền. Nếu như anh nói anh thôi miên mà được á, thì xin thưa anh phải thôi miên người ta chứng thiền. Mà quan trọng cái người thôi miên đó họ có chứng thiền hay chưa, thành ra họ cũng đâu có biết chứng thiền là cái gì, thì làm sao họ có khả năng làm cho người khác chứng thiền. Thành ra chuyện đó là chuyện không thể nào. Thành ra lừa đảo á, thì mình không biết, có thể có cũng có thể không, nhưng mà chắc chắn nó là do cái tưởng thôi, nó do cái tưởng.